tổn thương trên X quang phổi, về các cái tổn thương viêm phổi do tổn thương phổi do virus nói chung. Phần thứ hai tức là sẽ đề cập đến các tổn thương phổi trong một số các cái trường hợp bị nhiễm các cái virus, đặc biệt là trong cái họ corona, tức là như tiến sĩ Lâm vừa trình bày đấy, chúng ta hay gặp trước đây là cái dịch do SARS và MERS-CoV. Sau đó chúng ta sẽ đề cập đến cuối cùng là đề cập đến cái phần tổn thương, đặc điểm tổn thương phổi, X-quang phổi của bệnh nhân nCoV gần đây nhất. Thì nó lại có ba cái phần chính. Thì trước tiên thì phần đại cương, tôi xin nhắc lại một chút về cái cơ chế bệnh sinh. Nhất là trong viêm phổi do virus ấy, thì khi virus xâm nhập vào đường hô hấp sẽ sao chép cho biểu mô vào họng, sau đó thì lan lên phổi và gây ra các cái viêm tổn thương ở tiểu phế quản. Các tế bào ở biểu mô của các đường dẫn khí nhỏ sẽ bong chóc ra và gây một loạt các phản ứng viêm như là hoại tử tiểu phế quản, tổn thương phế nang, lan tỏa và kèm theo có các cái tổn thương đông đặc như mô phổi. Tổn thương do virus thì rất đa dạng ở phổi và nó thay đổi theo tình trạng của cơ thể cũng như là sinh lý bệnh do virus. Đặc biệt là thông thường lại kèm theo các cái đồng nhiễm vi khuẩn làm cho cái hình ảnh X quang nó cũng bị thay đổi đa dạng và nó phức tạp hơn. Và chẩn đoán viêm phổi virus trên lâm sàng hình ảnh X quang thì cũng còn gặp rất nhiều khăn, chúng ta vừa mới nghe trình bày. Giải phẫu bệnh thì virus có tác động lớn đến các tiểu phế quản tận, tức là các cái tiểu phế quản tận tạo ra viêm hoặc là giãn phế quản. Viêm tiểu phế quản có thể hoại tử dẫn đến viêm phế quản hoại tử tương tự như nhân nhiễm herpes simplex. Còn trong hội chứng mà nhiễm hô cấp tính nặng lại gây tổn thương phế nang lan tỏa, đặc trưng mô hình học là phù nề tổ chức kẽ và đông đặc cái phế nang chủ trung tâm. Về đặc điểm X quang viêm phổi do virus nói chung ấy, thì đặc điểm chung của viêm tổn thương trên hình ảnh X quang viêm phổi do virus là nó phụ thuộc vào tình trạng người bệnh, ví dụ như tuổi, đáp ứng miễn dịch. Chính vì thế chúng ta thấy là các cái bệnh nhân mà lớn tuổi hoặc là người già hoặc là trẻ em thì cái hình ảnh nó khác nhau. Thì trước đây chúng ta đã có tham khảo rất nhiều hình ảnh mà chủ yếu là trên người lớn hoặc là chung giữa người lớn và trẻ em. Tuy nhiên là đối với trẻ em thì nó có những ảnh nó đặc biệt riêng do cái tình trạng tuổi cũng như đáp ứng miễn dịch nó khác nhau. Đặc biệt những trường hợp mà có nguy cơ tổn thương nặng như là người già hoặc trẻ em hoặc suy dưỡng và suy giảm miễn dịch thì cũng sẽ có các cái là yếu tố mà dẫn đến tổn thương nặng. Về vai trò của X quang phổi trong các cái viêm phổi do virus, thứ nhất là chúng ta sẽ giúp cho định hướng chẩn đoán. Giúp định hướng chẩn đoán thôi. Chúng ta biết là chẩn đoán xác định như tiến sĩ Lâm trình bày, chúng ta có rất nhiều các cái cận lâm sàng khác thực hiện, nhưng mà cái này giúp định hướng. Thứ hai là giúp để chẩn đoán phân biệt. Đặc biệt là phân biệt với các cái viêm phổi do các nguyên nhân khác mà nó rất đặc hiệu, ví dụ như là do lao hoặc là do các cái nguyên nhân khác mà nó rất đặc hiệu thì chúng ta cũng loại trừ được. Thì thứ ba là chúng ta giúp đánh giá mức độ nặng để cho bác sĩ lâm sàng đấy có cái thái độ điều trị nó phù hợp hoặc là chủ động. Thứ tư là đánh giá cái biến chứng của hấp như là tràn dịch, tràn khí màng phổi hoặc là ổ cạn vân vân, tức là cái biến chứng sau trong quá trình mà biến chứng nặng, và đồng thời để theo dõi đáp ứng điều trị. Thì đấy là các cái vai trò chính của X quang trong viêm phổi do virus. Đối với viêm phổi do virus thì X quang thì sẽ có các cái có rất nhiều hình ảnh giờ dấu hiệu, tuy nhiên thì tụi chúng lại có những dấu hiệu chính mà hay gặp ở trẻ em. Thứ nhất là các tổn thương ở tổ chức kẽ. Khi mà tổn thương tổ chức kẽ thì nó có rất nhiều hình ảnh, thì trong đó có những hình ảnh đặc trưng nhất hay gặp là hình ảnh hình kính mờ, tức là mờ hình kính mờ, hình lưới hoặc là các cái đường các lây mờ các lây, hoặc hình ảnh dày thành phế quản, hoặc là các cái xuất hiện các cái nốt mờ khu trú hay lan tỏa, hoặc là cái hình ảnh đông đặc. Thì đấy là những hình ảnh mà hay gặp ở trong cái viêm phổi do virus, hình ảnh X quang. Và đặc biệt là cái tổn thương nó phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Và lưu ý là sau giai đoạn sớm hình ảnh X quang có thể bình thường như tiến sĩ Lâm trình bày đấy. Các bệnh nhân lúc mà mới vào viện mà sớm đôi khi chụp lên hình ảnh X quang là bình thường, nhưng không phải là, nhưng mà sau đó thì diễn biến có thể rất nhanh tổn thương phổi, chứ không phải lúc nào chụp lên cũng thấy ngay. Nhưng mà tổn thương thì thường là có sự phối hợp, đặc biệt trong giai đoạn mà toàn phát thường là kết hợp giữa tổn thương tổ chức kẽ cũng như cộng với cả hình ảnh đông đặc. Và tổn thương thì thường có tính chất lan tỏa, ít khi khu trú một chỗ. Khi mà khu trú thường là đoạn đầu, sau đó thì nó tính nhanh chóng sẽ lan tỏa hai bên, đặc biệt là hay ở vùng ngoại vi,
sát cái thành ngực, sát màng phổi, và đặc biệt là ở vùng chủ yếu là phía dưới và vùng đáy phổi hai bên. Tiến triển thì rất là nhanh, và khi khỏi thì có thể là khỏi hoàn toàn hoặc để lại các cái tổn thương sơ. Đây là một số các cái dấu hiệu chính trên X-quang. Thì trước đây thì nếu X-quang phổi thường quy đấy, cho X-quang ngực thường quy thì chúng ta chủ yếu chỉ có những dấu hiệu rất là kinh điển như là hình mờ thôi. Chúng ta mô tả hình mờ, mờ đấy có thể mờ đậm, mờ nhẹ đúng không, hoặc là ranh giới rõ không rõ vân vân, hoặc nắm mờ vân vân. Nhưng mà từ khi có các lớp vi tính thì chúng ta quan sát được các cái dấu hiệu nó chi tiết hơn, kỹ hơn, và người ta có xu hướng là chuyển các cái dấu hiệu đấy sang chuyển sang để mô tả các hình ảnh trên X-quang phổi thường quy. Thì tuy nhiên thì để mô tả kỹ thì vẫn phải trên trên các lớp vi tính thì chúng ta sẽ thấy các tổn thương nó rõ rệt hơn là trên X-quang phổi thường quy. Ví dụ như hình ảnh kính mờ chẳng hạn, người ta đặt mô tả như nào? Cái hình ảnh kính mờ có nghĩa là một cái hình ảnh mờ, một cái hình đông đặc không hoàn toàn, nó là hình mờ nhưng mà có đậm độ cao hơn như mô phổi xung quanh. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy được các cái mạch máu cũng như là các cái phế quản ở trong cái vùng tổn thương trong đám mờ này, thì gọi là hình ảnh kính mờ. Thế còn nếu mờ cho đông đặc ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ mất hết các cái mờ của các mạch máu cũng như là các phế quản bên trong tổn thương. Dưới đấy nó là kính mờ, đấy, hình ảnh mờ đậm độ tăng hơn so với nhu mô phổi lành. Tuy nhiên chúng ta vẫn nhìn thấy được các cái mạch máu như phế quản bên trong, thì như vậy người ta gọi là hình ảnh mờ, kính mờ. Hình ảnh thứ hai là các cái nốt mờ. Thì các nốt mờ thì là những hình mờ người ta mô tả là có cái đường kính là phải dưới 3 cm, tức là mà lớn hơn thì gọi là khối hoặc là đám, và có hình tròn, có thể đơn độc hoặc giải rác, ranh giới thì thường là rõ. Thì nó khác với hình mờ trong cái viêm các cái đám mờ trong tổn thương phế nang, viêm phổi thì thường là giới hạn nó rất là không rõ. Nhưng mà đối với nốt mờ này thì giới hạn nó sẽ rất là rõ và được bao quanh bởi nhu mô phổi lành và nó không liên tục với trung thất cũng như là với màng phổi. Thì đấy là tiêu chuẩn mà mình các cái gọi là nốt mờ. Chúng ta thấy nốt mờ trên các lớp vi tính và nốt mờ ở trên phim X-quang phổi. Hình ảnh tiếp theo của cái viêm phổi tổn thương phổi do virus là hình ảnh dày thành phế quản. Thành của phế quản nó sẽ dày lên, lý do là do có tích tụ dịch hay chất nhầy ở xung quanh thành của phế quản trong mô hoặc tổn thương mô kẽ làm cho thành phế quản nó dày lên, và thành của nó có thể là nó không nhẵn như bình thường nữa mà nó sẽ không đều, vừa không đều thì gọi là dày thành phế quản. Đấy là trên các lớp vi tính và trên X-quang phổi. Nếu chúng ta quan sát kỹ đấy, trên X-quang phổi thường quy thì chúng ta cũng thấy được các cái hình ảnh dày thành phế quản. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh các cái hình ảnh chồi cây. Lý do là do tổn thương chủ yếu là chúng ta thấy là giải bệnh là các cái đường thở nhỏ, các cánh tiểu phế quản đúng, nó bị bít tắc lại thì sẽ tạo thành hình giống như hình các cái cánh cây mà nó có cái chồi ra ngoài này, do nó tắc các cái nhánh tiểu phế quản hoặc các cái phế quản trung tâm tiểu thùy, do nơm hoặc là xuất tiết hoặc là các cái thành tế bào hoại tử nó mong ra. Cái đây bình thường nó chỉ nhìn thấy các cái mờ là của mạch máu thôi, và ra xuống phía dưới phổi này là sẽ không nhìn thấy được các cái mờ của mạch máu. Nhưng mà trong trường hợp mà chuối cây đang thấy là cái tổn thương mờ này nó tiến sát tới tận ngoại vi. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh dày vách tuyến thủy, cũng là do là có cái dịch hoặc là thâm nhiễm tế bào hoặc là sơ hóa làm cho cái thành của cái vách tuyến thủy nó dày lên mà chúng ta nhìn thấy được, nhìn rất rõ trên phim các lớp vi tính cũng như là trên X-quang thường quy. Hình ảnh tiếp theo nữa là đặc biệt, tức là trong trường hợp mà diễn biến nặng nhanh ấy, thì người ta gọi là hình ảnh hội chứng suy hô cấp tính ARDS. Và hình ảnh thay đổi theo giai đoạn của bệnh, hay gặp nhất là tổn thương đông đặc cả hai bên phổi rất là nặng, nhìn toàn bộ mờ như bánh mì, như giống mì, và có thể không cân xứng, chủ yếu ngoài vi của phổi, xuất hiện các cái đường cách lây hay tràn dịch màng phổi thì đã ít gặp trong ARDS. Do diễn biến quá nhanh, những trường hợp cách lây hoặc tràn dịch phổi thường là diễn biến nó chậm hơn. Đây là hình ảnh ARDS trước điều trị, chúng ta thấy hình mờ rất là nhiều ở hai trường phổi. Sau điều trị thì nó cũng rút đi khá là nhanh.
Chúng ta chuyển sang một số các cái hình ảnh X quang phổi của một số các virus từng gặp trong họ corona. Thứ nhất là viêm phổi do SARS, do hội chứng hô hấp mà cấp tính nặng, đúng không? Corona virus. Thế thì đặc điểm của nó là gì? Thứ nhất là giai đoạn sớm ấy, nó cũng có hình ảnh chung, tức là giai đoạn sớm thì có thể bình thường. Tức là xuất hiện sau khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Và tiến triển thì nhanh, đặc biệt của nó tiến triển rất là nhanh. Và xuất hiện đông đặc nhiều thùy, nhưng mà vẫn ưu thế ở thùy dưới. Tức là đây là đặc điểm chung của các cái phổi do virus thôi. Và tổn thương ưu thế vẫn ở ngoại vi của phổi, tức là sát là màng phổi. Và hiếm khi là xuất hiện các cái hang, các cái hốc, hoặc là hạch, hoặc là tràn dịch màng phổi rất hiếm. Chỉ trường hợp rất là nặng hoặc là giai đoạn toàn phát, và mức độ thường là nhẹ thôi. Đấy là đặc điểm rất đặc biệt của cái viêm phổi do SARS. Trong một nghiên cứu của hơn 60 trường hợp mà viêm hội chứng hô hấp cấp SARS ở trẻ em ấy, năm 2004, thì người ta thấy là các cái dấu hiệu trên X quang phổi đấy thì là thấy là bình thường, chiếm 35%, tức là giai đoạn đầu đấy. Tuy nhiên là sau khi tiến triển rồi, 100% trường hợp là đều xuất hiện các tổn thương phổi, nhưng mà lúc mới viện thì có thể gặp bình thường tới 35% trường hợp. Tổn thương đông đặc là 45%, hơn 45%, và thường là đa vị trí chiếm 2,6%, dày thành phế quản là 14,5%. Rất ít khi có tràn dịch màng phổi, hoặc là tràn dịch rất là ít. Như vậy trường hợp là tràn dịch nhiều ấy, thì có thể là phải nghĩ đến một nguyên khác hoặc là diễn biến bất thường. Đây là hình ảnh trẻ trai 34 tháng tuổi mà đã dương tính với corona SARS. Bệnh nhân có ho sốt, thì đầu tiên là thấy là có hình ảnh thâm nhiễm vùng đáy phổi bên trái và dày thành phế quản cạnh rốn phổi hai bên. Có thấy là cái bờ trái của tim đây nó bị xóa, có cái tổn thương thâm nhiễm nằm ở vùng đáy phổi bên trái và sau tim. Đây là một hình ảnh tổn thương SARS ở bệnh nhân trẻ gái 16 tháng xuất hiện ho sốt, thì thấy là có cái đám mờ đấy ở thùy trên phổi bên phải và có dày thành phế quản ở thùy dưới lan xuống dưới. Và đây là một trẻ gái 13 tuổi nhiễm SARS, thì đây là hình cắt lớp vi tính, chúng thấy là hình ảnh đông đặc kèm theo hình ảnh kính mờ. Chúng ta thấy là cái hình mờ nhưng mà vẫn nhìn thấy các cái mạch máu là đông đặc kèm theo kính mờ ở thùy dưới phổi bên trái. Đấy là hình ảnh của SARS. Sang một cái loại thứ hai, tức là X quang viêm phổi do MERS-CoV, thì hình ảnh đặc điểm chung của nó cũng là tổn thương ở đáy phổi ngoại vi, tức là cũng giống như là đặc điểm chung của viêm phổi virus. Và cũng hình ảnh của nó cũng vẫn là hình ảnh kính mờ và đông đặc, tức là rất là phổ biến, ít khi tạo hang, tức là ít khi có sự phá hủy, và tiến triển cũng rất là nhanh, và ít khi gặp tràn dịch hoặc tràn khí màng phổi. Và sau khi phục thì có thể vẫn còn tổn thương sơ. Thì đây là một cái nghiên cứu thì năm 2016 trên 12 bệnh nhân dương tính với MERS-CoV. Những bệnh nhân này thì là bệnh nhân ở người lớn thôi, từ 18 tuổi trở lên, chưa có nghiên cứu ở trẻ em. Thì thấy là ở đoạn đầu cũng có thể có những trường hợp bình thường, năm tuần đợt gần như là 40-50%, tức là giai đoạn sớm là có thể X quang phổi chưa thấy gì. Sau đó giai đoạn phát thì có thể thấy nhiều nốt mờ rải rác ở vùng đáy phổi ngoại vi, vẫn là đặc điểm chung, tức là đáy phổi ngoại vi là chính, và kèm theo đông đặc là khá phổ biến, chiếm gần 100% trường hợp. Và ít khi tạo hang, hoặc là kính mờ thì cũng rất hay gặp, 8 trường hợp. Hoặc là dịch màng phổi thì thường là mức độ nhẹ. Đây là hình ảnh của bệnh nhân MERS-CoV. Hình ảnh lúc vào viện nó thấy là gần như là trong phổi bình thường. Chỉ sau 3 ngày thôi thì tiến triển rất là nhanh. Đấy, tức là cái hình mờ lan tỏa ở hai bên, chủ yếu là năng yếu bên trái. Đấy, sau 3 ngày thôi nhưng mà cái tiến triển của đầu tiên thì chúng ta có thể thấy hình nghi ngờ có một cái hình mờ đấy của trái rất là kín đáo, nhưng mà đến ngày thứ 3 chúng thấy là nó lan rất nhanh, chưa tiến triển rất là nhanh. Cũng bệnh nhân đấy đấy, thì ngày thứ 2 cắt lớp vi tính thì chúng thấy là tổn thương tương đối là khu trú đông đặc, phế quản chứa khí và khu trú vào bên phải cũng có một cái nốt mờ nhỏ thôi. Nhưng mà đến ngày thứ 10 thì thấy là tổn thương rất là lan tỏa và xuất hiện thêm ngoài cái hình mờ đông đặc thì có cái hình ảnh kính mờ, các đám mờ lan tỏa
lan rộng và chúng ta vẫn thấy được các cái mạch máu bên trong. Đây là hình ảnh lúc đặc, đấy là nấm động và có cái phế quản chữ ký bên trong, nhưng mà cái mức độ lan rộng rất là lớn, tiến triển rất nhanh. Đây là một cái trường hợp khác thì cũng thấy hình ảnh đông đặc ở đáy phổi bên bên phải, kèm theo là các cái hình ảnh kính mờ rải rác ở hai bên. Đấy, như vậy là thường kèm phối hợp với hình ảnh đông đặc với điển hình cộng với hình ảnh kính mờ, và thường ở vùng đáy phổi hai bên, có thể một bên nặng hơn nhưng mà thường là lan tỏa hai bên. Đấy là điểm chung của cái MERS COVID. Đấy, trường hợp bệnh nhân khác MERS COVID ngày thứ 8, nó thấy là tổn thương cũng lan tỏa cái phổi mà nặng hơn bên phải nhiều vị trí, và cũng là hình ảnh đông đặc kết hợp với phối hợp với hình ảnh kính mờ, với hình ảnh phế quản chứa khí là do tổn thương mô rất nặng. Đây một trường khác. Trên cái phim X-quang phổi này chúng thấy là rất là khó nhìn tổn thương, có thể là nhìn thấy một vài các cái thâm nhiễm ở đáy phổi trái nhưng mà nhìn rất là khó. Tuy nhiên trên các lớp vi tính cùng ngày hôm đấy thì thấy là đã thấy các cái nốt thâm nhiễm rải rác từ vị trí ở hai phổi và vùng yếu là vùng đáy phổi hai bên. Chuyển sang cái viêm phổi do nhóm nCoV 2019 thì trên hình X-quang người ta thấy là những ca đầu tiên mà báo cáo đấy trên Ivan thì thấy là cũng nhảy xoang tương tự như tổn thương phổi do nguyên nhân virus và những tổn thương do SARS hay MERS không gì khác biệt nhiều. Thứ nhất là trong nghiên cứu gần đây nhất 2019 tháng 12 2019 đấy, thì thấy là hình ảnh lúc đặc hai bên cũng chiếm tới 75%, một bên có 25% và cũng tổn thương phối hợp nhiều đốm mờ và kính mờ và rất ít khi có tràn khí màng phổi hoặc là tràn dịch màng phổi, tràn khí phổi rất ít và tiến triển rất là nhanh. Có một cái báo cáo về một bệnh nhân ở Mỹ đầu tiên đấy, báo cáo trên tạp chí New England 2020 thì thấy là bệnh nhân nam 35 tuổi, X-quang ngày thứ 7 thì không thấy có bất thường, tuy nhiên đến ngày thứ 9 đã bắt đầu xuất hiện là đám mờ ranh giới rõ không rõ ở đáy phổi trái, lúc đấy bão hòa oxy bắt đầu giảm. Đến ngày thứ 10 thì tổn thương lan rộng rất nhanh hai bên và bắt đầu cần phải thở oxy hỗ trợ. Đây là chúng ta thấy là hình ảnh X-quang của bệnh nhân đấy. Ngày thứ 4 chúng ta nhận thấy là kết quả gần như là X-quang phổi thẳng nhiên thì không thấy có bất thường gì. Ngày thứ tư sau khi mà có triệu chứng, nhưng mà đấy là ngày thứ nhất sau khi vào viện đấy. Đến ngày thứ 7 thì chúng thấy là bắt đầu xuất hiện các cái thâm nhiễm rải rác vùng đáy phổi hai bên. Ngày thứ 9 thì chúng ta thấy là đám mờ rõ hơn ở vùng đáy phổi bên trái, không có tràn dịch hoặc tràn khí màng phổi. Đến ngày thứ 10 thì cũng chỉ thấy là các cái mờ, các cái đám mờ còn dài ở vùng đáy phổi hai bên. Thì đấy là bệnh nhân mà trong cái báo cáo bệnh nhân của Mỹ trên Ivan. Còn đối với bệnh nhân viêm phổi do nCoV Việt Nam, tức là bệnh nhân ở Chợ Giấy đấy, thì đấy bệnh nhân nam 65 tuổi thì có một cái nền là bệnh nhân tăng huyết áp, tiểu đường cũng như bệnh động mạch vành. Và khi mà nhập viện thì đã thấy hình ảnh X-quang đám mờ ranh giới không rõ ở vùng giữa và đỉnh phổi bên trái. Thì sau 3 ngày các đám mờ sẽ khu trú và ranh giới sẽ rõ. Đây là hình ảnh X-quang mà chúng ta vừa được tiến sĩ Lâm xem đấy, đã được đăng trên Ivan đấy. Đây là hình ảnh lúc mà bệnh nhân vào viện và đây là hình ảnh sau 3 ngày, chúng ta thấy tiến triển cũng rất là nhanh. Từ lúc mà đầu tiên chỉ có một cái mờ rất là nhẹ, đông đặc từ trên phổi bên trái, cái đám mờ rất là kín đáo thôi, thì sau 3 ngày thì hình ảnh đám mờ đã lan rộng rất là nhanh xuống cả phía dưới phổi bên trái. Một bệnh nhân khác là cũng được báo cáo là hình ảnh cắt lớp vi tính ở Trung Quốc đấy. Nhưng một trường hợp mà bệnh nhân nữ 33 tuổi cũng được ho sốt 5 ngày trước khi vào viện, và đây là hai phim chụp cách nhau 3 ngày. Thì cũng thấy nổi bật lên là hình ảnh kính mờ. Hình ảnh kính mờ rất điển hình. Và cũng ở vùng phía dưới, tức là vùng đáy phổi hai bên. Và nó là một ngoại vi sát với màng phổi.
tức là đúng cái giống như đặc điểm chung của các cái viêm phổi do virus chung và bị cả hai bên. Đấy, thì cũng vừa mới xuất hiện. Tóm lại thì là đối với ngành X quang do viêm phổi do virus là ảnh hưởng rất là không đặc hiệu và thường là cũng rất là khó phân biệt viêm phổi do virus với một số các cái căn nguyên khác, ví dụ như vi khuẩn không điển hình hoặc nấm, đặc biệt là khi mà viêm phổi do virus lại kết hợp trên bội nhiễm trên vi khuẩn thì rất là khó. Thứ ba là giai đoạn sớm thì ngành X quang có thể bình thường và các dấu hiệu hay gặp trong viêm phổi do virus nói chung cũng như là trong nCoV là tổn thương dạng kính mờ và kết hợp với tổn thương đông đặc và thường ở vùng ngoại vi sát với màng phổi và hay gặp ở phía dưới hoặc đáy phổi, ít khi gặp dấu hiệu tạo hang hay tràn dịch tràn khí màng phổi. Để nếu có tràn dịch tràn khí màng phổi nhiều ấy, sớm thì mà trong khi đó tổn thương phổi chưa nhiều thì phải nghĩ đến nguyên nhân khác. Và đặc biệt là cái đặc điểm tiêu chuẩn rất quan trọng, tức là các tổn thương trên phim tiến triển rất nhanh, thay đổi rất nhanh. Thế này thì bác sĩ lâm sàng cũng phải biết tưa cái đặc điểm này để có quyết định, một là phải có các cái chỉ định theo dõi chụp sớm hơn so với các cái bệnh lý khác. Khi phân tích ngành X quang thì phải kết hợp với đặc điểm dịch tễ lâm sàng và mới để đưa ra định hướng chẩn đoán phù hợp, tức là cái dịch tễ cũng như là lâm sàng là một cái định hướng rất quan trọng để giúp cho với ngành có thể đưa ra các cái kết luận nó phù hợp. Sau đây là một vài các cái tài liệu tham khảo. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các thầy cô và các anh chị.